Đây là hiện trường vụ phá rừng khai thác trái phép trên lâm phần của công ty lâm nghiệp Pleiku tỉnh Gia Lai. Cả khoáng rừng ngổn ngang những thân cây bị chặt hạ, nhiều lóng gỗ, hộp gỗ đã được cưa xẻ nhưng chưa kịp tẩu tán. Trước đó trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm lâm huyện Cơ Bang đã phát hiện một bãi gỗ được cất giấu trong rừng với khối lượng hơn 8 mét khối. Mở rộng khu vực tìm kiếm, lực lượng kiểm lâm tiếp tục phát hiện thêm hai bãi tập kết gỗ nằm trên địa bàn hai xã Đắc ma và Sơ Bay khối lượng 71 mét khối. Lực lượng kiểm lâm còn phát hiện một khu vực rừng bị chặt hạ với 91 lóng gỗ, hộp gỗ tròn xẻ, khối lượng hơn 20 mét khối. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng chưa xác định được đối tượng vi phạm. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 12 cây gỗ bị cưa hạ trái phép, khối lượng hơn 31 mét khối cùng hơn 10 mét khối gỗ đã xẻ thành phách. Các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra truy rõ nguồn gốc và vị trí rừng bị phá hoại để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.